Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe một số bài thơ về đề tài thương binh liệt sĩ đăng trên Facebook. Mở đầu là bài Mẹ ơi, anh ấy đã về, tác giả Thuận Lê, đăng trên trang nhóm Facebook Trái tim người lính ngày 23 tháng 7 năm 2023. Giấy báo tử ghi danh người liệt sĩ và bảng vàng tổ quốc ghi công, chỉ tóm tắt nơi anh đang yên nghỉ, đã hy sinh ở mặt trận phía Nam. Bố mẹ già từng bao đêm trăn trở, đến nơi nào tìm phần mộ của anh. Các em anh đã mấy chuyến khởi hành, quyết tìm kiếm, nhưng thầy đều vô vọng. Trên giường bệnh, mẹ vẫn hằng trông ngóng, đón anh về để thanh thản ra đi. Mẹ lá vàng cố bám, đợi chẳng rời cành, mong được thấy lá xanh con về cội. Trời Quảng Trị hôm nay cao vời vợi, điềm báo lành các anh đã về đây. 50 năm yên nghỉ dưới đất lành, nay tỉnh giấc điểm danh cùng đồng đội. Máu vẫn đổ, chiến trường đang dữ dội. Hội ý xong là vào trận chiến rồi. Bạn chúng tôi mắc kẹt ở chân đồi, đột phá khẩu giải vây cho đồng đội, với quyết tâm bắt quân thù đền tội. Nhưng không may, chúng phản kích pháo bầy, cả trung đội lạc hết cả vào đây, ngủ ngon lành trong vòng tay đất mẹ. Người lính chiến trải qua nhiều dâu bể, nay ngủ yên trên Quảng Trị yêu thương. Hành trang mang theo dung dị bình thường, khẩu súng trường vài kỷ vật đơn sơ. Gặp chúng tôi xin đừng quá sững sờ, đồng đội đến tất cả bừng giấc ngủ. 34 người đã chỉnh tề quân ngũ, chờ các anh dẫn lối để về quê. Chiếc bút máy với dòng tên khắc vội rất rõ ràng, chiến sĩ Nguyễn Văn Hưng cùng địa chỉ và bạn gái Lê Thị Thể, anh mang theo rong ruổi khắp chiến trường. Chiều hôm nay nghi ngút khói trầm hương, nhiều gia tộc vui buồn xen lẫn lội, những đứa con xa trở về với mẹ, khúc nhạc buồn hồn tử sĩ ngân lên. Tiếp theo là bài thơ Hương Bổ Kết, tác giả Thuận Lê, đăng trên trang nhóm Trái tim người lính ngày 23 tháng 7 năm 2023. Kính tặng hương hồn 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, các chị đã ngã xuống cho tổ quốc mãi trường tồn. Nước bổ kết pha xong chưa kịp gội, tin báo về đường có mấy hố bom. Ngần ngại chi cả tiểu đội ra đường, lấp hố bom thông đường cho xe chạy. Đường thông suốt, xe rền vang tiếng máy, xe qua rồi tưởng sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng cuộc chiến này đâu phải trò chơi, bom lại nổ và mặt đường lại hỏng. Chưa kịp nghỉ, cả đất trời nóng bỏng, phải cứu đường cho những chuyến xe qua. Cả tiểu đội lại quyết định xông ra. Ầm, bom nổ, các chị thành liệt sĩ. Hương bổ kết thơm nồng bay, bay mãi, dẫu tóc mình khói bom Mỹ còn vương. Hương bổ kết đành gửi người ở lại, tặng em thơ đang cắp sách đến trường. Bên tượng đài nghi ngút khói trầm hương, cây bổ kết năm nào nay chĩu quả. Món quà nhỏ xin dâng lên các chị, gội sạch đầu khỏi mùi khét chiến tranh. Các chị đi mái tóc hãy còn xanh, chưa kịp gội mùi thơm hương bổ kết. Lá thư tình viết xong chưa kịp gửi, ôm trong lòng ký ức tuổi đôi mươi. Hương bổ kết gửi lại đàn em nhỏ, gội sạch đầu sau mỗi loạt bom rơi.
Các em ơi, học thật chăm, thật giỏi, chị đi rồi, đất nước cậy các em. Bài thơ Bắt đền anh của tác giả Nguyễn Thị Viền đăng trên trang nhóm Facebook Người kể chuyện đời ngày 21 tháng 7 năm 2023. Tặng người bạn thương binh trở về sau khi gia đình nhận giấy báo tử. Cứ mỗi lần em nói bắt đền anh là anh nợ em hơi nhiều đấy nhá. Là món nợ từ khi ta còn trẻ, khi yêu nhau chẳng dám nói thành lời. Rồi bỗng dưng đất nước gọi tên rồi, tổ quốc cần anh nơi chiến trận. Anh ra đi mà không hề ân hận, cứu lấy non sông, cứu lấy giống nòi. Em bắt đền anh sao nỡ xa rồi mà không nói lấy một lời tạm biệt. Rồi bỗng nhiên bầu trời xám xịt, mặt đất tối sầm khi nhận tin anh. Thế giới đảo điên quanh mẹ lặng dần, tưởng như mất không thể còn anh nữa. Ngày tháng qua đi có tin khác nữa, anh trở về làm mẹ rối đôi chân, chẳng biết làm sao như có phép thần, thế giới trả anh về với mẹ, ôm anh vào lòng ngược xuôi mẹ kể, ôi thằng con mẹ quý nhất trên đời. Anh ôm mẹ, mắt ngậm ngùi dấn lệ. Em bắt đền anh đã mấy lần như thế, đừng làm gì để em sợ nữa anh. Giờ bên nhau đã từ giã chiến tranh, mới thấy quý những tháng ngày đáng sống. Hãy nói đi, ta yêu nhau nhiều lắm, yêu đến khi nào nhắm mắt tay rời. Không bắt đền mà chỉ nói một lời, yêu, yêu mãi, vẫn nói lời yêu nhé. Mời các bạn nghe tiếp bài Anh Bình ơi của tác giả Nguyễn Đình Ý đăng trên trang nhóm Facebook Người kể chuyện đời ngày 23 tháng 7 năm 2023. Kính tặng những người lính giữ thành cổ năm xưa. Sóng Thạch Hãn còn trào lên tháng 7, 81 ngày đêm. Anh Bình ơi, sống chết ôm súng ngửa mặt nhìn trời, thề làm con dân đất Việt. Anh cùng những chàng lính sinh viên năm ấy bơi qua bến Nhan Biều, may chưa nằm đáy sông Thạch Hãn, để được sống viết kể chuyện đời. Tháng bảy này mây chơi vơi, ta lời hơn những đồng đội ngã xuống 51 tuổi đời. Tháng bảy rồi, anh Bình ơi, tích tường như lệ, Thạch Hãn mưa nguồn, những anh lính 81 ngày đêm sống chết cùng thành cổ, vẫn vui súng, vẫn vui sống, viết bài ca Người kể chuyện đời. Bài thơ Thăm đồng đội nơi thành cổ của tác giả Nguyễn Vũ Tiến đăng trên trang nhóm Facebook Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971. Vẫn biết là Quảng Trị nghĩa tình, gắn bó chúng ta một thời trai trẻ. Nhưng sao mày lại ở đây lâu thế, 50 năm rồi đó, Từ ơi. Ba mẹ không chờ được nữa rồi, lá vàng theo lá xanh mòn mỏi, cái thu vẫn giữ lá thư mày ngày ấy, đồng đội về tìm mày đây, mày ở nơi nào? Vẫn biết là Quảng Trị nghĩa tình, mày ở lại để chúng tao còn về đó, để binh đoàn lính sinh viên vẫn đủ đầy đội ngũ, mỗi tháng bảy về, lại tìm đến với nhau. Dẫu mày chưa trở lại quê nhà, để Quảng Trị thành quê hương thân thiết, để tổ quốc trường tồn bất diệt, mà chúng mày mãi mãi tuổi 20. Mời các bạn nghe tiếp bài thơ Chiếc lá xanh hạnh phúc
của tác giả Trịnh Hòa Bình đăng trên trang nhóm Facebook Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971 ngày 21 tháng 7 năm 2023. Tặng các đồng đội của tôi đã hy sinh. Họ hẹn nhau khi nắng chiều gần tắt. Cô gái mặc chiếc áo nhung hồng nhạt, tóc cô đen óng ả, đổ sau lưng. Còn anh, bộ quân phục màu xanh, ngày mai anh lên đường ra trận. Nắng chiều đông bên kia hồ lấp lánh, hôm nay là ngày phép cuối cùng. Chiều hồ Tây mờ mờ sương, sao chiều mọc sớm, những vì sao li ti in trên màn trời tím, thành phố và những mái nhà im lìm trôi. Tay cô trong tay anh, khe khẽ run, rung động, bồi hồi, họ đi mãi trong đêm tháng 12 năm ấy. Mai anh đi, rồi anh có nhớ. Đôi mắt cô đen hơn cả bóng đêm, bỗng đọng hai giọt sao long lanh. Cô yêu anh lắm, ngày mai anh sẽ đi vào cuộc chiến, biết ngày nào về. Gió mùa đông cuốn theo những chiếc lá khô, trong ngàn vạn chiếc lá vàng đỏ có vài chiếc lá còn xanh biếc. Trong cuộc chiến đấu đẫm máu để bảo vệ tổ quốc, có nhiều chàng trai ngã xuống vẫn chưa biết một nụ hôn. Thành phố những ngày đạn bom, bầu trời đêm không ánh đèn bỗng rộng ra tít tắp. Tay trong tay và mắt nhìn trong mắt, đêm bỗng trở thành kỳ ảo huyền diệu hơn. Họ hôn nhau, môi đặt lên môi, nóng bừng, run rẩy vì hoảng sợ và hạnh phúc. Tuổi 16 và đôi mươi, hai đôi môi là hai cánh hoa đêm do những hạt sương lắng đọng trong không gian vẳng đâu đó, tiếng nhạc buồn, tiếng nhạc và những giọt sương kia. Một mai sẽ nảy mầm thành những bông hoa rực màu trong nắng hồng ấm áp, sẽ không còn chiến tranh, sẽ chỉ có hạnh phúc. Họ tỉnh dậy khi trời vừa sáng, cô gái tiễn anh ra bến tàu, hạnh phúc bất ngờ, chẳng kịp một lời nói trao nhau. 2 năm sau, anh ngã xuống nơi chiến trường xa lắm, nhưng khác chiếc lá xanh mà gió đông năm nào bứt xuống, anh còn có mối tình của cô, mối tình chín trong chiến tranh. Anh là người lính đã hy sinh, anh đã rơi xuống như chiếc lá xanh hạnh phúc. Tiếp theo là bài thơ Nụ hôn đầu của tác giả Trần Thanh, viết năm 1966 trên đường Trường Sơn, đăng trên trang nhóm Facebook Hội Sinh viên Chiến sĩ ngày 18 tháng 7 năm 2023. Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu, mà tặng cho một người con gái. Tuổi 17 bước qua thời vụng dại, khoác trên mình chiếc áo màu xanh. Những ai từng đi qua chiến tranh chắc biết những trận bom tọa độ, cả cánh rừng tan hoang loang lổ sau trận bom hủy diệt bạo tàn. Khi khói bom nồng nặc chưa kịp tan, người còn sống ra khỏi nơi ẩn nấp, không sợ hãi, không vội vàng hấp tấp, tiếp tục làm nhiệm vụ được trên giao. Trước mắt tôi dưới gốc cây sao đang quằn quại một cô gái trẻ, máu loang khắp tấm thân mảnh rẻ, chân đứt lìa đã buộc chặt garo. Đừng đưa em đi, không kịp nữa mô, máu đã cạn, em không còn sức nữa. Em lạnh lắm, hãy ôm em tựa, em nhờ anh truyền giúp mẹ vài lời. Lời cuối cùng em nhắn mẹ qua tôi, nghe thoảng như những lời của gió. Anh ơi, em người yêu chưa có, phút lìa đời em muốn được anh hôn.
nụ hôn đầu tôi đặt giữa Trường Sơn, em gái xung phong tuổi vừa 17 đang lạnh dần trong tay tôi run rẩy, mà trên môi thoảng nhẹ một nụ cười. Cuối cùng mời các bạn nghe bài thơ Tâm sự tháng 7 của tác giả Trần Công Hoan, Facebook Máy Khâu Hiệp Hưng, đăng trên trang nhóm Facebook Cựu Chiến binh Trung đoàn 193 ngày 18 tháng 7 năm 2023. Tháng 7 về, đồng đội đến thăm anh. Quà cho anh chỉ vài bông cúc nhỏ, trung đội mình giờ chỉ còn non nửa, vẫn nhớ anh không nói được thành lời. Quê hương anh Đức Thọ đẹp tuyệt vời, đất miền Trung trong thơ ca nhiều lắm. Anh ở đây có đồng đội sum vầy, chúc mừng anh đã về cùng đất mẹ. Anh còn nhớ ngày chúng mình mới gặp, mỗi đứa một quê, tiếng nói khó nghe, bỡ ngỡ rụt rè tâm tư người lính trẻ. Nhưng mà vui, mà tình cảm anh hề. Anh biết không, vùng biên cương ngày ấy, dư âm xưa trong ký ức vẫn còn, những địa danh có anh cùng đồng đội vang dội một thời máu lửa, hy sinh. Tháng bảy về, cầu mong chút tâm linh, có tên anh trong hương hoa lan tỏa trong cuộc đời, và có cả trong thơ, trong sắc đỏ của màu cờ tổ quốc. Mãi nhớ anh, người anh hùng đất nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe một số bài thơ về đề tài thương binh liệt sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.